năng lượng tích cực cho ngày mới. Trời mưa to, anh bảo vệ cẩn thận lau khô người cho shipper trước khi vào trung tâm thương mại. Hình ảnh này có lẽ mọi người nhìn rất bình thường, nhưng riêng tôi khi thấy thì nó đẹp vô cùng. Trời mưa rất to, trung tâm thương mại thì có quy định không được mặc đồ ướt đi vào, sẽ làm bẩn sàn và nguy hiểm cho người sau. Shipper đến giao đồ nhưng nếu bỏ áo ra thì không có chỗ cất. Anh quản lý thấy vậy, liền chạy đến dùng khăn cẩn thận lau khô người cho anh shipper, rồi hướng dẫn anh vào. Tôi thấy nhiều nơi bảo vệ rất khó, nhưng chỉ với một hành động nhỏ, mình bao dung giúp đỡ nhau trong cuộc sống thế này, có lẽ mọi việc đều sẽ rất nhẹ nhàng. Ít nhất tôi thấy tình người trong cuộc sống. Mọi người thấy sao về hành động này?